Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí Kinh tế cuối tuần được phát sóng trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang có những tín hiệu vui. Tỷ lệ giao dịch thành công ở nhiều phân khúc thị trường từ đầu năm đến nay được các chuyên gia nhận định là khả quan. Theo đánh giá từ công ty Savills Việt Nam, trong quý 1 2014 có khoảng 1.600 căn đã được giao dịch. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang có chuyển động tích cực. Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang có những tín hiệu vui từ các dấu hiệu. Tỷ lệ giao dịch thành công ở các phân khúc của thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay được các chuyên gia nhận định là dấu hiệu khả quan. Theo đánh giá từ công ty Savills Việt Nam, trong quý 1 năm 2014 có khoảng 1.600 căn được giao dịch. Đây là tín hiệu thể hiện thị trường bất động sản đang có chuyển động tích cực, được cho là có phần góp sức từ xu hướng chuyển dịch kênh đầu tư tại một số thành phố lớn. Đầu tư vào bất động sản luôn được mọi người quan tâm. Thứ nhất là họ bảo đảm được cái đồng vốn, đồng tiền trong trường hợp là trượt giá hay lạm phát v.v. thì cái tài sản và bất động sản là cái mà họ cho rằng là tốt nhất. Bên cạnh cái bất động sản đó thì cái việc giải quyết bài toán nhà ở thì đây là cái kênh mà người ta cho rằng là nếu chúng ta nói nhìn một cách nó dân gian hơn một tí, chúng ta ở, giải quyết công việc ở, nhưng mà trong tương lai chúng ta bán, luôn luôn là cái giá kỳ vọng, cái giá mà giá trị gia tăng nó sẽ có. Thông thường có ba yếu tố mà người ta sẽ quan sát. Thứ nhất là tính thanh khoản. Cái thứ hai là giá trị gia tăng. Cái thứ ba là rủi ro. Nếu chúng ta so sánh với hai cái loại đầu tư vàng và chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch thì tôi cho rằng cái bất động sản tùy theo vị trí nhưng mà đâu đó thì cái tính thanh khoản của nó sẽ thấp hơn một tí. Cái thứ hai là về giá trị gia tăng. Thì nếu giá trị vàng có thể không ngày mai tăng lên 1.500 ounce hay vân vân có thể xuống, hoặc là chứng khoán VN Index lên xuống theo cái mã, tùy theo cái mã, nhưng với đối với các tài sản bất động sản thì nó không có thể biên độ giao dịch nên tăng như vậy kinh khủng như vậy được, nhưng mà nó sẽ lên đều đều theo thời gian. Từ phân tích này cho thấy khi lãi suất ngân hàng giảm mạnh, thị trường vàng và chứng khoán còn nhiều điều đáng phải bàn, thì bất động sản là kênh an toàn hơn cả. Đặc biệt, hiện bất động sản đang ở vùng đáy, nên nếu đầu tư cho thuê, thì chỉ cần tiền cho thuê nhà mang lại lợi nhuận tương đương gửi tiết kiệm đã là hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra, đâu sẽ là đầu ra cho những thị trường cho thuê này? Và doanh nghiệp bất động sản nào có thể tự tạo ra thị trường cho mình? Số chuyên gia và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến con số hàng chục ngàn người. Và phần lớn trong số họ đều trở thành khách hàng của giới đầu tư mua nhà cho thuê lại. Hiện các đơn vị phân phối bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận rất nhiều dự án mới tung ra hấp dẫn người mua là nhờ yếu tố cho thuê lại. Quan sát toàn thành phố, khu Nam thành phố, đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng đang chiếm ưu thế vì tổ hợp cả ba yếu tố: vị trí, giá và môi trường. Thực sự, xu hướng đầu tư ở khu vực này không mới. Khi công ty Phú Mỹ Hưng bắt đầu làm dự án ở quận 7, họ đã thiết lập thị trường mua để cho thuê lại với những tiện ích đồng bộ, dịch vụ đa dạng, sẵn có cộng đồng nước ngoài cũng như các dịch vụ bản xứ từ chính đối tượng thuê. Và lẽ đương nhiên, tính thanh khoản sản phẩm cao thì giá trị và biên độ gia tăng bất động sản theo tỷ lệ thuận cũng gia tăng cùng chiều. Đô thị Phú Mỹ Hưng hiện nay của chúng ta đó, có thể nói rằng là rất tự tin so sánh với một cái môi trường sống tốt bất kỳ một cái thành phố nào trong khu vực, các nước lân cận, kể cả những cái nước tiên tiến. Về mặt quy hoạch tổng thể và thực tế của đô thị triển khai ngày hôm nay, chúng ta đã có một cái đô thị đủ chuẩn để tiếp đón bất kỳ cái người khách đến từ quốc gia nào trên thế giới. Thứ hai là hiện nay Phú Mỹ Hưng là đã có hơn 12.000 người nước ngoài sinh sống tại đây. Qua cái việc là họ thuê nhà của những người dân Việt Nam mua nhà tại Phú Mỹ Hưng, thì điều này đã nói rất rõ là các khách hàng nước ngoài người ta đã trân trọng và đánh giá rất cao cái môi trường sống tại đây. Phân tích từ lý do mua của dự án gần nhất được sàn Phú Mỹ Hưng chào bán Ring Valley, trong số hơn hàng trăm khách hàng mua căn hộ mở bán trong hai giai đoạn, có không ít người xác định mục tiêu đầu tư cho thuê khi chưa có nhu cầu ở ngay. Ưu thế của dự án này là khá phù hợp cho xu hướng đầu tư cho thuê,
vì đây là một dự án hiếm hoi ở Phú Mỹ Hưng mà có nhiều căn hộ diện tích dưới 100m², giá bán lại khá phù hợp, đảm bảo giá thuê có thể sinh lời cho nhà đầu tư. Ngoài ra, với hàng loạt tiện ích phục vụ đời sống như hồ bơi, chỗ đậu ô tô, bệnh viện, trường học, sân golf, trung tâm mua sắm Pressimon, khu thương mại tài chính mà khách thuê làm việc tại đó, vân vân, tất cả cũng đảm bảo thu hút nguồn khách dồi dào cho thị trường này. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của tạp chí Kinh tế cuối tuần. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút giải lao với những thông tin đáng chú ý khác.